Đức hiện nay là nước đang cưu mang rất nhiều nhà hoạt động bất đồng chính kiến nổi tiếng khác ở Việt Nam như là ông Nguyễn Văn Đài, ông Nguyễn Bắc Truyền. BBC có cuộc phỏng vấn ông Trung cùng với gia đình khi ông và vợ cùng hai con đang ở trong một trại tị nạn của Đức, chờ chính quyền Đức tìm một chỗ ở mới ổn định hơn cho gia đình ông. Xin chào anh Trung. Xin anh có thể cho biết là tại sao anh lại lựa chọn ra đi vào thời điểm này không ạ? Thật ra thì lý do nó đơn giản thôi, là do nước Đức là cái nước mà nhận tôi đầu tiên đi tị nạn. Do khi đang ở Thái Lan thì tôi thấy là phía an ninh Việt Nam họ đã phát hiện ra cái chỗ ở của tôi, mà tôi thấy là tình hình nghiêm trọng, thì sau đó thì chính phủ Đức họ đã quyết định nhận tôi ngay. Ông nói là tình hình nghiêm trọng thì ông có thể giải thích là vì sao ông lại đánh giá là tình hình khi đó là nghiêm trọng đối với ông không ạ? Nếu mà nói dài hơn một chút thì không, cái Việt Nam là một nước nhỏ và phụ thuộc rất là nhiều vào tình hình chính trị của các nước lớn trên thế giới đó, cho nên là tùy vào tình hình chính trị thế giới ta đang diễn biến rất là phức tạp, ví dụ như là chiến tranh của Nga xâm lược Ukraine, rồi Trung Quốc muốn chiếm Đài Loan và muốn mở rộng chiếm lãnh thổ kể cả của Việt Nam ở Trường Sa ở Biển Đông, cho nên đó là những tình huống có thể gây bất lợi cho Đảng Cộng sản Việt Nam rất là bất ngờ. Cho nên tôi nghĩ đó là một lý do chính mà họ quyết định phải dập tắt phong trào dân chủ ngay trong trứng nước. Cần phải nói rõ rằng không phải là chính phủ liên bang Đức có chính sách đặc biệt gì riêng cho Việt Nam, mà bởi vì là Đức có chính sách mở rộng vòng tay chào đón và cưu mang những người tị nạn chiến tranh, tị nạn chính trị từ nhiều đất nước khác nhau trên thế giới trong suốt nhiều năm qua, như là từ Trung Quốc, Trung Đông hay là Nam Á. Chưa có một thống kê chính thức nào, nhưng có thể nói rằng cho đến nay phong trào đấu tranh dân chủ của người Việt tại Đức đang được coi là sôi động nhất tại châu Âu. Anh có thể cho biết là vì sao mà khi đó anh đang là một kỹ sư tin học có tương lai sáng lạng mà anh lại quyết định dấn thân vào con đường hoạt động dân chủ nguy hiểm và có nhiều khó khăn như vậy ạ? Trước khi đi du học Pháp thì tôi cũng là chúng tôi bị tẩy não á, bởi cái giáo dục của Đảng Cộng sản trong nước đó, cho nên là tôi cũng gọi là đỏ mà tôi qua Pháp đúng đó, đúng thời điểm bầu cử thì tôi thấy bầu cử ra đảng chẳng có gì loạn hết, mà phải như vậy mới dân chủ đó, thì tôi mới thức tỉnh. Và khi tôi thức tỉnh tôi mới thấy là cái việc Đảng Cộng sản Việt Nam mà thực hiện sách ngu dân nhồi sọ tuyên truyền như vậy nó sẽ làm hại tương lai dân tộc khủng khiếp. Tại vì một cái tương lai đất nước phụ thuộc thế hệ trẻ, mà họ đi ngu dân, họ đi nhồi sọ thế hệ trẻ những điều không đúng, như vậy thì là tương lai đất nước không có cái gì cả, không có sự sáng tạo, không sự phát triển được. Tôi quyết định tôi dấn thân từ 2006 là như vậy, lúc tôi đang là sinh viên du học của Pháp. Tôi tiếp tục duy trì cái động lực để hoạt động dân chủ tiếp sau bao nhiêu năm, là vì cái vấn đề là bất công xã hội. Tôi thấy công xã hội nó quá nhiều, là dân oan mất đất rồi án oan chồng chất, thì tôi không chấp nhận chuyện đó, cho nên là đó là cái động lực rất là lớn của tôi để tôi cố gắng trong bao nhiêu năm qua. Nên là sắp được 18 năm rồi, thì tôi cũng làm các hoạt động là trợ giúp các tù nhân lương tâm ở Việt Nam, rồi hỗ trợ các bạn khác hoạt động sâu nhân sự. Đó là những cái việc của tôi, và cũng như vận động quốc tế để có những cái chính sách về đối với Việt Nam, ví dụ như là vận động và chính sách của cái hiệp định bảo hộ đầu tư của Đức với Việt Nam chẳng hạn. Thì tôi cũng gặp các phía viên chức ngoại giao của Đức để mà nói chuyện về có những cái điều khoản chặt chẽ hơn cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu để bảo vệ sinh lao động. Có ý kiến cho rằng những nhà hoạt động như anh hay là ông Nguyễn Văn Đài được Đức nhận là do hoạt động chống cộng, thì cái ý kiến này có đúng với trường hợp của anh không ạ? Có vấn đề mà chính quyền cộng sản Việt Nam, thật ra khi mà tôi dùng cái chữ cộng sản thì nó cũng không có đúng, tại vì tôi không thấy không có người cộng sản nào ở Việt Nam hết. Những cái người lãnh đạo chóp bu, người bộ chính trị trung ương đảng, họ là những người độc tài, họ là chế độ độc tài đảng trị chứ không phải người cộng sản, tại vì không có ai là giai cấp công nhân hết. Tôi không thấy ai là công nhân ở trong bộ chính trị hay trong trung ương đảng hết, cho nên là khi mình dùng gọi họ là người cộng sản thì thật ra nó là một cái nhãn hiệu sai. Đối với tôi là như vậy, họ là những người độc tài và tôi là một người dân chủ, và tôi mong muốn là tôi xây dựng cái nền dân chủ Việt Nam và chấm dứt sự tồn tại đó, chứ còn tôi không có phải là tôi coi họ là người cộng sản đâu. Có một số ý kiến cho rằng chính quyền Việt Nam để những nhà hoạt động như ông đi tị nạn ở nước ngoài là do họ muốn dập tắt những tiếng nói bất đồng. Thì ông có nghĩ là trường hợp này đúng với ông hay không? Có phải là khi mà ông đã lựa chọn ra đi rồi thì tiếng nói của ông sẽ không còn trọng lượng ở trong nước nữa hay không? Ông hình dung về con đường trước mắt của mình như thế nào không ạ?
Tôi nghĩ là tùy với cái hoàn cảnh của tôi sẽ có những cái hoạt động thích hợp. Thì bây giờ là do tôi có một cái quá trình nó lâu dài, là gần 2 thập kỷ, tức là tôi hoạt động từ năm 2006, giờ là giữa 2024 là 8 năm tôi đã ra dân chủ, thì tôi có được một cái thuận lợi hơn những người khác là tôi có uy tín với cả những cái tổ chức cá nhân ở trong nước cũng như ở quốc tế. Và tôi nghĩ là tôi ở thế rất là thuận lợi để có thể kết nối giữa những anh em của tôi ở trong nước và những cái cá nhân tổ chức quốc tế, để mà có thể mà người hải ngoại sẽ hỗ trợ cho các anh chị em ở trong nước để tiếp tục cái việc mà phát triển dân chủ của Việt Nam. Thì đó là tôi nghĩ là tôi sẽ ở vào cái vai trò đó. Ngoài ra một cái vai trò khác là trong nước thì hoạt động mà chỉ huy hoạt động và tổ chức rất nguy hiểm. Thì khi mà tôi đã ở ngoài nước rồi thì là tôi nghĩ là những cái việc đó sẽ giúp anh em ở trong nước và dễ dàng hơn nhiều đó. Cho nên là thật ra mà ở đâu tôi nghĩ tôi cũng thể hoạt động được, miễn là mình còn muốn làm đó thì mình sẽ tìm cách mình làm được. Thì sắp tới thì tôi sẽ phải học tiếng Đức rồi xin việc làm để vào sớm ổn định cuộc sống tại Đức. Còn cái hướng hoạt động sắp tới thì như tôi đã nói là tôi sẽ đứng vào vai trò cầu nối để mà giúp đỡ các anh chị em ở trong nước và có cái nguồn lực ở nước ngoài để phải giúp các anh chị em hoạt động trong nước tiếp tục hoạt động một cách hiệu quả và được hỗ trợ đầy đủ nhất.